Xin chào cả nhà và các bạn, chào mừng cả nhà và các bạn đến với channel Niềm Vui Cuối Tuần của gia đình nhỏ của mình nhé. Đúng với tên gọi của channel, chỉ vào những ngày cuối tuần thì mình mới có thể đi đây đó, tạm gọi là những chuyến đi chơi ngắn hạn dành cho cả nhà. Và hôm nay Cherry Blossom, lễ hội hoa anh đào đã vào mùa pick, tức là hoa đã nở rộ đẹp nhất, nên mọi người từ khắp nơi trên nước Mỹ đổ xô về thủ đô Washington DC để được chiêm ngưỡng và ngắm cảnh thủ đô. Đẹp lắm cả nhà ơi, hôm nay thời tiết cũng rất là đẹp, nắng nhẹ và rất mát, đúng là tiết trời mùa xuân. Từ nhà mình chạy lên thủ đô Washington DC mất khoảng 50 phút lái xe, nhưng nếu kẹt xe có thể mất từ 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng là rất bình thường. Cả hai vợ chồng đều làm ở thủ đô nên ngày nào hai vợ chồng đều phải lái xe từ Virginia vào thủ đô cả ngày, nên đi hoài cũng thấy rất quen. Hôm nay cả gia đình mình đều háo hức để đi xem hoa anh đào vì lâu lắm rồi mình chưa đi lại. Mặc dù ở sát kế bên và đi làm ở thủ đô mỗi ngày, nhưng thật tiếc đông quá cả nhà ơi, đông nghẹt người, chạy vòng vòng mất hết gần 2 tiếng đồng hồ vẫn không kiếm được parking. Rất tiếc mình không thể xuống xe để đi dạo quanh bờ hồ, nơi có cả ngàn cây hoa anh đào đang nở rộ, lại đành hẹn năm sau vậy. Vẫn không bỏ cuộc cho chuyến đi này, thế là mình quyết định dắt cả nhà đi vào một công viên có tên gọi là Meadowlark Botanical Garden ở thành phố Vienna, tiểu bang Virginia. Nơi đây cũng có rất nhiều hoa anh đào, nhưng so với thủ đô Washington DC thì chẳng là gì cả. Vé vào cửa mất $6 cho một người, trẻ em dưới 6 tuổi thì miễn phí, người cao tuổi trên 65 thì được giảm nửa giá, $3 một người. Ba mẹ của mình bây giờ đi đâu cũng được ưu tiên giảm nửa giá, ngay cả đi ăn cũng vậy, rất có lý phải không cả nhà. Khu vườn này thì hầu như mở cửa mỗi ngày trong năm và chỉ đóng cửa vào những ngày lễ lớn mà thôi. Vào ngày 23 tháng 3 năm 1972, chính phủ Nhật Bản đã trao tặng hơn 1.000 cây hoa anh đào cho chính phủ Mỹ để gia tăng thêm tình bạn hữu nghị thân thiết giữa hai nước Mỹ-Nhật. Đổi lại thì chính phủ Hoa Kỳ cũng đã tặng lại Nhật Bản một loài hoa đặc trưng của Mỹ có tên gọi là Dogwood vào năm 1915. Hoa anh đào được trồng dọc theo bờ hồ có tên gọi là Tidal Basin, nơi có đài tưởng niệm của cố tổng thống Thomas Jefferson. Lễ hội hoa anh đào thường xảy ra vào khoảng 2 tuần đầu tiên của tháng 4. Tùy vào khí hậu, nếu trời ấm sớm thì hoa anh đào sẽ mau nở hoa.
Đẹp quá cả nhà ơi, không khí rất trong lành và rất là nhiều cây cối chung quanh đã nở hoa, đặc biệt là cây hoa anh đào. Cũng như hoa anh đào đã thể hiện tình bạn hữu nghị giữa hai nước Mỹ Nhật, thì nơi đây trong khu vườn này in đậm dấu ấn của văn hóa và tình bạn Mỹ Hàn. Cộng đồng người Hàn Quốc bên Virginia rất là đông nên họ đã thỏa thuận với ban quản lý của công viên Virginia và quyết định xây dựng một kiến trúc in đậm dấu ấn của văn hóa Hàn Quốc lấy tên gọi là Korean Bell Garden và được khánh thành vào năm 2012. Mời cả nhà và các bạn cùng tham quan ngắm hoa cùng với gia đình mình ngày hôm nay nhé. Hoa anh đào có rất nhiều màu sắc, từ màu trắng, hồng nhạt và đến hồng đậm. Thông thường hoa anh đào đẹp nhất vào khoảng 2 tuần đầu tiên sau khi nở hoa, vì cánh hoa rất là mỏng manh, chỉ cần chút mưa rơi và gió thổi thì ôi thôi, cánh hoa sẽ rơi xuống đất. Khi bắt đầu nở hoa thì hoa anh đào có màu hồng nhạt, rất đẹp, sau đó sẽ nhạt dần và chuyển sang màu trắng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cái chuông ở trong khu vườn này được làm bằng đồng nặng 3 tấn và được làm bởi các nghệ nhân bên Hàn Quốc, tượng trưng cho sự thanh bình và hòa thuận. Công trình này tốn khoảng 1 triệu đô với 600.000 đô cho cái chuông và các công trình kiến trúc xung quanh. Và nơi đây cũng là nơi thường diễn ra những buổi vào giao lưu văn hóa miễn hạn vào những dịp đặc biệt như tưởng niệm chiến tranh Hàn Quốc. Không khí thật trong lành và mát vô cùng, tuy trời có tí nắng nhưng thời tiết như vậy là quá lý tưởng cho một buổi đi chơi dã ngoại. Ryan thì tha hồ được chạy nhảy lung tung, em ấy chẳng mê hoa như mẹ nó đâu, em ấy chỉ thích ngắm những con cá koi được nuôi trong cái bờ hồ nơi xung quanh có những cây hoa anh đào lớn đang trĩu bông xuống bờ hồ. Đẹp lắm cả nhà ơi, phong cảnh thanh bình gì đâu. Cảm ơn cả nhà và các bạn đã dành chút thời gian theo dõi video clip này của gia đình mình ngày hôm nay nhé. Mong sớm gặp lại cả nhà và các bạn vào những video kế tiếp. Chúc cả nhà một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!